Rồi rồi. Đi yếu quá hả? Yếu quá hả? Còn yếu quá hả? Đi nha. Đó. Rồi đó, ok. Được rồi, đó đi chơi chạy về ha. Rồi, tới thằng kia cái bác ngồi trở lại, bác ra tới đây, bỏ tay xuống. Rồi thì tới chúng ta đó, tới chúng cái chân yếu vậy đó ha. Rồi, mọi người thấy á, là tôi sẽ áp dụng cái ba chữ tăng một á, là tức là vài bữa mọi người muốn học đi học á, chỉ đơn giản vậy thôi là khác liền em đó. Một cái bác đứng thì không có đâu có dừng á. Ok. Rồi xếp xếp bên kia tay vô rồi. Đó, nhẹ vậy đó. Nhẹ. 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 Gần 90 phải không? Gần 90. Đó. Rồi. Rồi mọi người học cái này chưa? Một cái tay bịt cái tay này ra ha. Còn tay này vỗ bên má nè. Mục đích của mình làm cái này để chỉnh cái sự mất cân bằng ở trong cái tay, thấy không? Bác đi mà bị loạn tròn là do cái tay này chứ không phải do cái người, thấy không? Mình vỗ vỗ thì giống như đồ đạc mà nó lộn xộn, mình vỗ vô nó xếp vô. Rồi em biết rồi, quay vào đây chưa vẽ xuyên sống không, chưa cho ông đi đó. Rồi cái này cái thằng là cỡ gì đó lớn tí. Đây, xương cột. Xương cột. Rồi ở body quần mấy? Dạ. Ở đây ở luộc rồi. Ở luộc rồi. Dạ. Ở quý? Ồ. Hồi xưa tôi đi luộc tôi ở đó 10 ngày. Dạ. Đi. Rồi bắt mình thẳng người ra. Đó, làm thẳng ra đó. Việc của nó mình thấy nhìn ăn vậy, nhưng mà trong quá trình nhìn ăn á thì nó mới cái tế bào mà quỷ xương á nó mới làm tiêu hết những cái xương cũ, và cái tế bào mà sinh xương á thì nó mới sinh ra cái tế bào cái xương mới, thì lúc đó mới có cái bộ khung mới, thấy không? Đâu gì đâu, đâu có đau đâu. Hay nói chuyện ngay nói chuyện mà. Đấy. Rồi. Rồi, ngồi dậy được rồi đó. Đấy, cứ bình tĩnh nha, từ từ. Rồi. Bây giờ bác thấy sao? Thấy khỏe là sao? Nghe trong người sao? Thấy khỏe mà. Muốn đi thử? Đi thử. Rồi, đâu bây luôn. Giờ mình cho người ta một like. Bây giờ cái quan trọng là mọi người sẽ thấy bác không có bị loạn trọng nữa đâu nha. Nhìn nè. Thấy chưa? Quá ok. Ok. Đó, tốt. Rồi, đi nhanh qua đây cái đó. Đi nhanh, bây giờ không có loạn trọng nữa đâu. Thấy chưa? Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258.
Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.